Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách tăng cân siêu nhanh tại nhà dành cho người quá gầy, gầy đến mấy cũng tăng cân vù chỉ sau một tuần. Tăng cân đang là một bài toán nan giải đối với người gầy, và bạn đang loay hoay tìm cách tăng cân tại nhà đơn giản mà không phải sử dụng đến thực phẩm chức năng. Vậy phải làm như thế nào mới có thể tăng cân một cách nhanh chóng? Trứng gà có công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, đặc biệt đối với những người đang muốn tăng cân thì trứng gà là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Không những có giá trị dinh dưỡng cao, trong trứng có nhiều protein, lipid, glucid và các loại vitamin. Để tăng cân bằng trứng gà thì có rất nhiều công thức để bạn có thể áp dụng. Và ngay sau đây, hãy cùng Đẹp Online tham khảo ngay hai cách tăng cân bằng trứng gà đơn giản và dễ thực hiện. Phương pháp thứ nhất, trứng gà ngâm mật ong. Trứng gà và mật ong là hai loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho cơ thể, đặc biệt khi kết hợp lại với nhau sẽ đem đến hiệu quả với những người muốn tăng cân bền vững và an toàn nhất. Ngâm trứng gà mật ong giúp tăng cân, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian vì làm một lần có thể sử dụng được 1 đến 2 tuần. Vì vậy, với những người bận rộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị hàng ngày, có thể áp dụng ngay cách tăng cân tại nhà bằng việc ngâm trứng gà với mật ong. Các bạn có thể thực hiện một lần với lượng lớn nguyên liệu để sử dụng dần nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó chính là lòng đỏ trứng gà, và mật ong nguyên chất. Ngoài ra thì chuẩn bị cho mình một hũ thủy tinh có nắp đậy kín. Và cách thực hiện như sau. Bạn cho phần lòng đỏ trứng đã chuẩn bị vào hũ thủy tinh. Đổ mật ong vào, sao cho ngập hết phần lòng đỏ trứng là được. Bạn đậy kín nắp và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát trong nhà, tránh để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp vào. Các bạn để ngâm như vậy trong khoảng thời gian 2 ngày là có thể mang ra sử dụng. Nếu các bạn ngâm với lượng lớn trứng gà thì không nên ngâm và sử dụng quá 1 tháng, để trứng vẫn giữ được chất dinh dưỡng và vị thơm ngon. Các bạn sẽ ăn một quả trứng gà ngâm mật ong này sau bữa ăn khoảng 30 phút. Và mỗi tuần các bạn sẽ áp dụng 3 lần, có nghĩa là mỗi tuần các bạn sẽ ăn 3 quả trứng gà ngâm mật ong. Ngoài công dụng giúp tăng cân nhanh thì trứng gà ngâm mật ong còn tốt cho những người mắc các bệnh như là dạ dày, đại tràng, lao phổi hay là cơ thể suy nhược mệt mỏi. Như vậy thì phương pháp thứ nhất, trứng gà ngâm mật ong khá đơn giản phải không các bạn? Và giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến cách thứ hai, phương pháp thứ hai, trứng gà gừng tươi và mật ong hấp cách thủy. Gừng tăng khả năng trao đổi chất, kích thích cơ thể thèm ăn. Việc kết hợp trứng gà mật ong với gừng sẽ thúc đẩy quá trình rút ngắn thời gian tăng cân của bạn. Nguyên liệu chuẩn bị sẽ là một quả trứng gà, một nhánh gừng tươi và một chút mật ong nguyên chất. Cách thực hiện như sau. Các bạn tách hai phần của quả trứng gà ra hai bát riêng biệt, và chúng ta chỉ sử dụng phần lòng đỏ trứng gà. Gừng tươi thì các bạn rửa sạch, gọt sạch vỏ và thái thành sợi.
Sau đó cho số gừng đã thái sợi vào bát lòng đỏ trứng gà. Cho tiếp 3 thìa mật ong nguyên chất vào bát hỗn hợp. Giờ thì bạn khuấy đều hỗn hợp và mang đi hấp cách thủy khoảng 10 phút. Ngoài cách hấp cách thủy thì các bạn có thể hấp vào nồi cơm cũng được. Sau khi hấp xong, bát trứng gừng mật ong mình thu được đây các bạn. Các bạn sẽ để hỗn hợp này nguội bớt đi rồi ăn trực tiếp vào thời gian nào trong ngày cũng được. Vì bản thân các nguyên liệu có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên chúng ta chỉ sử dụng phương pháp này tối đa 3 lần một tuần để cơ thể có thể hấp thụ hết các chất dinh dưỡng. Cách tăng cân bằng việc hấp trứng gừng với mật ong khá đơn giản mà hiệu quả mà nó mang lại lại rất cao, đặc biệt đối với những người gầy kinh niên. Tuy cách tăng cân bằng trứng gà được nhiều người áp dụng, nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý một số vấn đề trước khi sử dụng phương pháp này như sau. Trong trứng gà và các nguyên liệu khác giúp tăng cân có nhiều chất dinh dưỡng, chúng ta không nên lạm dụng mà ăn quá nhiều khiến cơ thể quá tải, nên sử dụng theo hàm lượng vừa đủ, tối đa là 3 lần một tuần. Người bị sốt không nên ăn trứng gà với mật ong vì trứng gà có chứa nhiều protein, sau khi ăn sẽ làm cơ thể tăng nhiệt độ và mật ong cũng vậy. Người đang bị tiêu chảy thì không nên ăn trứng gà mật ong tăng cân bởi khi ăn dịch tiêu hóa sẽ tiết ra nhiều hơn, làm tình trạng bệnh diễn biến xấu hơn. Trẻ em dưới 1 tuổi thì không nên ăn trứng gà theo cách này để tăng cân do hệ tiêu hóa còn kém, có thể dễ dàng bị ngộ độc hay là tiêu chảy. Với hai cách sử dụng trứng gà để tăng cân kể trên, hy vọng các bạn sẽ tìm cho mình được phương pháp tăng cân hiệu quả nhất và chúc các bạn thành công. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công.